Xin chào tất cả anh em. Anh em đang xem video trên channel LVT Official. Thì hôm nay mình sẽ làm video nói rõ về vấn đề các lỗi thường gặp ở cái ô tô VLO ô tô mà hiện nay thì nhiều anh em đang mắc phải. Mình thấy anh em BM hỏi trên group hội quán rất là nhiều mà mình không có thể thời gian nào mình chỉ từng bạn được. Thì hôm nay mình sẽ nói tất cả các lỗi mà anh em thường gặp. Đây, mình màn hình mình quên mất, mình đợi mình tí nha. Đây, cái hình mình auto đây mình đang sử dụng là mình, tại vì mình đang làm hồi ức anh em, nên mình nói về vấn đề auto và là auto đi. Những lỗi căn bản á thì mình lại chỉnh cho chạy thêm. Mình cho theo sau á nha nè. Đây. Thứ nhất, cái lỗi mà hay đít đặt là anh em để luân chuyển chiêu ở đây nè. Anh em mà để luân chuyển chiêu ở đây là hay bị đít đặt lắm. Nếu mà Nga Mi thì anh em để cái chiêu tam ngà gì đó, cái chiêu để mình coi, mở Nga Mi mình coi rồi. Cái chiêu mà tam sinh tam thế. Riêng cái võ lâm này anh Mi đã tạo cái kêu này để cho anh em đỡ phải luân chuyển kêu á, nó sẽ bị đỡ bị đít à. Đó. Rồi vấn đề thứ hai á, cái đít đặt di chuyển. Phần di chuyển mình sẽ nói sau. Chủ yếu phần đít đặt là cái lỗi mà anh em để luân chuyển kêu, đây là hai đít đặt nhất nè. Cái thứ hai là khi mà chết về nhiều lần á thì nó cũng sẽ bị đít đặt. Cái đó mình không thể nào khắc phục được. Auto hồi ức nó cũng đít. Mà auto và là biết sự cũng đít. Nói chung là mình không thể khắc phục được cái lỗi đó. Nói chung chết nhiều lần hay là về ôm dương như thế nào đó là đó cái lỗi hay đít đặt. Còn cái chủng sửa đồ á, là anh em để độ hương ở đây nha. Độ hương là nhỏ hơn năm nó sẽ phù. Đó. Còn nhặt giác thì ấn đầy vào đây, đầy dương. Anh em chú ý đồ hư năm nha. Mà anh em muốn để nó đồ hư năm mà muốn để sửa đồ á thì anh em phải ở mua cái bình này, bùa máu hay mana gì đó, ví dụ mua một bình. Mà anh em chú ý nha, mua là anh em phải bơm, chỉnh nó bơm sao chỉnh cho một bình, nhưng phải bơm. Ví dụ như máu của mình là 2600 thì mình để 2500 đi. Anh em chú ý nha, phải ấn vào đây mua một bình, chú ý là cho nó bơm đi, cho bơm mất đi là về khi nó chạy tới thành sa phu, ai chạy tới hiệu thuốc nó sẽ mua bình và sửa đồ luôn. Nên anh em chú ý lưu ý này, vì sao mà anh em phù về mà nó không sửa là lý do vì vậy. Hoặc là anh em mua bình kim sáng, ngưng thần đan tiểu đi, ví dụ một, nếu không mua sinh lực thì mua nội lực, anh em để bơm vào, ví dụ như ma năng 5600 mình để 5600 bơm đi, nó về sẽ mua. Mình sẽ toàn bộ mình cài đặt luôn cho anh em coi, bán đồ sửa đồ. Anh em mình sửa đồ nha, rút tiền thì tương đương mình là 4 vạn, mua một bình mua phù 4, không cất đồ nha anh em, giữ tiền 0 hoặc 1. Anh em chú ý nha, nếu cất vào dương 1 thì nó sẽ lâu lâu đứng ở dương nhiều lắm, nên anh em để không cất đồ cho mình, nó đỡ bị đứng ở thành. Sa phu thì nơi những nơi đã đi qua 1, 2, 3 thì tùy theo anh em ở map nào. Còn chú ý nếu mà quay lại điểm cũ á, là khi nó chết nó sẽ không đi nữa. Còn anh em nào muốn chạy lên mà ạc phá bãi á, muốn chạy lên liên tục á, thì qua địa đời đi điểm qua đi 1, 2, 3. Đó, như vậy là nó sẽ tự lên, chết nó chạy lên. Còn anh em muốn quay lại điểm cũ thì khi chết nó sẽ chạy lên nữa. Nếu mà ban đêm khi mình đi ngủ mình không muốn ạc mình bị chết nhiều lần á, bị người ta đồ xác, thì anh em nên để lại quay điểm cũ. Anh em chỉ lưu ý cho mình muốn sửa đồ, anh em để vào đồ hồi xứng 5, bản đồ mua một bình máu hoặc mana gì đó, và nhớ phục hồi phải để bơm mất đi thì nó về nó mới chạy tới mua và sửa đồ liền, chứ không mà nó cũng chẳng sửa đâu. Ô tô này bị điên vậy anh em ạ. Cái hay bị nằm ôm dương á, thì anh em để không mất đồ cho mình. Và lưu ý nha anh em, nhớ chọn dương liên tục nha. Nó có chiêu mà ví dụ mình đặt nhặt giác mà đầy dương là nó cứ phù liên tục á, nó sẽ hết phù của mình á, anh em lưu ý cái vấn đề này. Nên nhiều lúc mình phải sống chung với lũ thôi, chứ không thể nào mà tốt hơn được.
Còn riêng điểm đến sa mạc 3, sa mạc 1, 2, 3, anh em phải lưu ý những nơi đi qua. 3 là cái map này, mình cho anh em nói anh em cho anh hiểu luôn, 8 bit sa mạc địa biểu. Anh em lưu ý cho tọa độ địa này cho em mình nha. Đây, cửa ra anh em nhớ lưu ở khoái Hạc Lâm á. Map sa mạc địa biểu 8 là anh em lưu lại nơi đi qua 3. Đây, để mình coi mình có lưu không nữa. Đây mình bấm quay lại, quên. Nó tự chạy ra anh em ạ. Nó rút tiền, nó rút tiền nó chạy nè. Nó bơm hết máu mana của mình luôn rồi đó. Anh em lưu ý này, ví dụ đây là sa mạc 3, là sa mạc Mê Công anh em đấy, khoáng Hạc Lâm ở chỗ này nè. Em lưu ý nha, là nơi đi qua 3. Bản đồ khác là sa mạc 3 thì nó mới chạy. Em nhớ nha. Tại mình đây mình chưa cài cái di chuyển theo độ tọa độ á. Cài theo độ nó mới chạy nha anh em. Nó sẽ tự chạy cho anh em. Ví dụ mình thử cho anh em coi nè. Xóa hết nha, ví dụ cần chôn spay, cần chôn spay là ba tọa độ này nha anh em nè. Nó di chuyển theo ba tọa độ nè. Đó. Mình sẽ test cho anh em tự quay lại luôn. Những nơi đi qua 3, sa mạc xương động 3 là mình cho anh em test luôn nè. Thành thị Lâm Măng Bắc. Đó. Nó sẽ rút 5 vàng nha anh em, đã cài đặt nha. Sao nó mua bình ngưng thần đan nè. Đó. Nó sửa đồ hết này. Đó. Mua cái, anh em nhớ bình mua cái, rồi nó chạy lên nè. Sa mạc 3, những nơi đi qua 3 nè. Mới đầu nó quay lại điểm cũ trước. Đó. Nó không đi là cho mình đã bị đó ba nó chạy đó, nó sẽ chạy đó, nó chạy thôi, nó auto tự chạy nha anh em, mình để chuột ngoài đây nhé anh em nhé. Nó mình để chuột ngoài đây đó, tự chạy tới xe mặt 3 đó, rồi nó chạy tới cái tọa độ 3 tọa độ mình cài. Còn phần nhặt đồ á thì anh em để tự nhặt, rồi nhặt tất cả, thì nếu mà nhặt rác nó chạy theo 3 tọa độ đó. Còn những anh em nào nó chạy theo đây là hỗ trợ chấn phái thì anh em vào đây tay trái tay phải tự đánh 300 hoặc là cái gì đó anh em cài đây, mình không nói phần này nha. Anh em lưu ý cái auto này thì nó sẽ lên nó tự đánh nha, nó không có tìm chủ bờ ti đâu. Nên em có thắc mắc là tại sao nó lên mà nó chạy loạn xạ, có nghĩa là khi mà chủ người theo sau mà không có mặt ở đó nó sẽ tự đánh thôi, tự đánh theo tọa độ của nó thôi, tự đánh theo độ di chuyển này nè. Nên anh em không có chức năng mà tự tìm chủ bờ ti đâu, nên anh em cài đặt những cẩn thận là chủ bờ ti thì cố gắng luôn ở trên bãi để mà nó chạy theo. Còn phần nhặt đồ thì anh em cài theo những cái thông số này thì ở trong file game nữa có sẵn á, anh em mở lên lọc đồ sinh lực trên trăm để giữ lại kích và tự nhặt. Còn không nhặt ở đây thì anh em điền cái phần nào đó thì không nhặt vào đây nhé, giữ những ngọc bồi đang tích vào. Đó là phần auto và là auto tất cả cách cài đặt, mình nói rõ chi tiết luôn á, rất là chi tiết luôn á. Còn anh em nào chức năng mà muốn gom muốn chuyển đồ thì anh em vào cái lệnh đây nè, dùng chuyển đồ rồi chuyển vật phẩm, anh em có thể cấu hình 3-4 là từ dương, từ hành trang vào dương, anh em này hành trang vào dương nó. Còn muốn từ dương ra hành trang thì sửa lại 4-3, đây là dương ra hành trang đó. Cái đó là cái này là mẹo nha anh em. Còn gom vật phẩm là gom phi tốc lệnh bài, nó tự gom luôn, nên chọn để thực thi nha. Rồi mình chạy. Đó, anh em nào mà có thắc mắc gì nữa thì về ô tô này thì mình cũng đã nói hết sạch thành xanh ở đây rồi. Không có gì mà không nói nữa. Còn đối với những nào bạn nào mới á
Thì đây nếu mà túi máu tân thủ thì anh em xóa hết cái này cho mình, bỏ túi máu tân thủ vào đây nha anh em. Ví dụ như mặc đồ không biết là túi máu tân thủ bấm lưu kinh nghiệm đất 2 nó sẽ sử dụng đó anh em. Còn đang làm video hướng dẫn phần tạo độ thì anh em là tạo độ cái ô tô này rất là vui bắp, nên nhiều lúc anh em thì cứ chỉnh tạo độ thôi, tại vì nhiều lúc nó chết nó lên nó chẳng thèm bờ ti đâu, ô tô này nó bị đi nên nó mới tự bờ ti. Anh em là lưu ý phần tạo độ, ví dụ thêm Simba đội trưởng, ví dụ ạc này là ạc không phải là đội trưởng thì anh em thêm cái tên chủ party thôi. Đó, ví dụ chủ party là Simba 93 đi, với xe tăng này xe tăng ví dụ là chủ party thì thêm. Còn nếu mà xe tăng là chủ party thì anh em thêm những tên cần party vào đây và ấn tượng mời đó, như vậy nó sẽ tự mời. Đó, phần tạo đồ thì như vậy thôi, mình phải tích vào nhé. Còn đây là tại vì mình phải xóa cài đặt để mình cho theo sau đi bất tạo đồ à. Đó anh em lưu ý nhé, nhiều lúc mà nó chạy thì anh em tích bỏ đi rồi chọn lại thôi, còn đít đặt thì phải lót lại thôi. Đó, chứ nó tự theo sau rồi. Phần tổ đội mình tích vào là xe tăng này rồi chiến đấu. Còn mỗi anh em muốn võ đăng đánh tay phải thì anh em chọn người tay trái ngay đây này, vô ngã vô kiếm nó lộn, vô ngã vô kiếm nó muốn võ đăng thì đánh tiêu trái nó xuống sẽ tự đánh cho anh em. Nó sẽ chuyển cái vô ngã vô kiếm qua đây. Đối với những bạn nào võ đăng mình chiêu tay phải đó, nhất là chiêu cái năm độc bùa cũng vậy, anh em cài vào tay trái rồi sau đó đánh tự đánh, nó sẽ tự đánh cho anh em coi luôn. Đó, nó sẽ đánh rồi đó, anh em thấy đánh không? Nó những chiêu năm độc bùa cũng vậy thôi, nó sẽ cài vào tay trái và tự đánh thôi. Phần phục hồi thì anh em biết rồi, sư đồ tiếp nếu Ami thì bút tổ đội 70 đúng rồi, xong hết rồi đó, còn có thiếu không có thiếu cái gì nữa, tự nhặt rồi cái đó rồi xong, bản đồ thì cũng đã xong hết rồi. Đó là tất tật về vợ là ô tô mà rất là chi tiết luôn anh em. Phần tọa độ mình nói thêm nhé anh em, tọa độ đầu và tọa độ cuối về gần gần nhau nhé anh em, đi đúng một vòng cho mình nha, chứ không phải tọa độ đầu cuối một cái mà tọa độ cuối nó nằm một bên xa nó sẽ không được đâu anh em. Nói chung là tạo thành một vòng tròn, ví dụ mình ví dụ luôn nha. Ví dụ như mình chạy ở đây một tọa độ nha, tới đây một tọa độ, ba tọa độ, xong mình phải vòng lại, có nghĩa tạo thành một vòng á đó. Đó như vậy là thành một vòng đó, nó sẽ chạy theo một vòng đó, tới đầu cuối sẽ quay lại, nó sẽ quay lại. Đó, anh em chú ý nha, chú ý phần tọa độ đầu và tọa độ cuối nó phải gần nhau để nó chạy một vòng. Ví dụ như mình ở đây một tọa độ đầu ngay đây, tọa độ mình sẽ chạy một vòng tới đây và vòng lại để tới đây là thành một vòng. Đó như vậy mình cũng đã xong với phần đó rồi, nhặt đồ tích vào đi, cái này là bên tên em tích vào nhé, tại mình chuẩn bị bỏ để mình cài ô tô hồi ức nên mình không có tích vào. Đó như vậy là xong cái phần bỏ đây này. Vừa là ô tô in game cho anh em rất là chi tiết nha anh em. Anh em nào thấy hay thì ủng hộ mình like, share, subscribe kênh YouTube nha. Rồi xin chào tất cả anh em, mình tí mình làm một video về ô tô hồi ức luôn.
Ô tô hồi ức chắc nhiều người rất là không biết, tại vì nó rất là khó so với cái này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Xin chúc anh em chơi game vui vẻ. Nếu có thắc mắc nào thì hãy liên hệ mình sẽ giải đáp thắc mắc tiếp nhé. Video này quá chi tiết rồi đó, còn anh em nào mà chưa hiểu nữa mình cũng bó tay luôn. Ồ, xin chào anh em nhé.